trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, một miền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy áp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sẽ hoa này tôi ngát thương thương cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn, sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Chào hai chị. Thay mặt toàn bộ khán giả có mặt tại khán phòng cũng như là khán giả đang theo dõi truyền hình, em xin được gửi tặng hai chị hai bó hoa và chân thành cảm ơn hai chị rất nhiều. Cô loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn, tôi sẽ viết những câu chuyện của cuộc đời.